Cô Huệ tôi đã nhắc rồi là cô đi tu, mà éo le là đi tu rồi biết tin bác vẫn còn sống. Ngay cả các lãnh tụ của đảng ta cũng cứ tưởng bác mất rồi. Rõ nhất là Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp thời bây giờ đang làm việc ở Bắc Cạn. Bắc Cạn các vị gần Thái Nguyên, bỗng nhận được tin hỏa tốc là về ngay cơ quan để chuẩn bị làm tang cho bác. Từ bác chết rồi mà còn phân công nhau để chuẩn bị lễ tang. Riêng ông Phạm Văn Đồng được phân công là viết điếu văn truy điệu bác. Nhưng mà linh tính mách bảo thế nào là phải sang Trung Quốc điều tra xem thực hư đó như thế nào. Nếu là thực thì cũng phải xem bác mất ở đâu và cái phần mộ của bác để ở đâu để còn sau này còn đưa về. Hai nữa là xem bác có để cái kỷ vật gì làm kỷ niệm không. Còn nếu không phải mất thật mà là cái tung tin thì cũng biết trước để mà yên lòng. Thế các vị nhà mình sang đến nơi mới biết tin là bác vẫn ở trong nhà tù Quảng Tây, mới bàn với Đảng Cộng sản Trung Quốc để gây áp lực với Tưởng để thành thả bác ra. Và ta mới biết thêm là chính cuộc đời bác đấy bao nhiêu lần vào sinh ra tử, kể cả cái chết cận kề tận cổ rồi mà bác nói là bác vẫn thoát được. Thế gia đình bác như vậy. Có điều cần nói thêm là trong đời bác tại sao lại có đêm trắng. Đêm trắng tức là thức trắng đêm không ngủ đấy các đồng chí nhé. Mà đi vào kịch và nhạc và điện ảnh và phim ảnh đấy, là thành tác phẩm nghệ thuật cả đấy. Đêm trắng. Đời bác có hai cái đêm trắng đau đớn như thế này. Một là năm 50, hai là năm 64. Năm 50 là lúc bác 60 tuổi, năm 1964 là năm bác 74 tuổi. Lúc bây giờ miền Bắc đã mất mé chiến tranh phá hoại giặc Mỹ rồi. Cái sự kiện mùng 5 tháng 8 đấy, bác phải triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt là thế đấy. Năm 50, sở dĩ thức trắng đêm vì xảy ra vụ án Trần Dụ Châu. Các bạn biết cả đại tá cục trưởng cục quân nhu mà bị tử hình vì tham nhũng. Khi sự việc này báo cáo với bác, bác quyết định cử thiếu tướng Trần Tử Bình, ông là phó tổng thanh tra quân đội, trực tiếp điều tra và đưa ra xét xử tại tòa án binh, tức là tòa án quân sự. Và khi kết án tử hình thì ngay lập tức đại tướng Võ Nguyên Giáp ký lệnh xóa bỏ toàn bộ quân tịch của Trần Dụ Châu. Và bác khóc trắng đêm, bắn ngay tại Thái Nguyên, trường bắn của chúng ta, mà là an Thái Nguyên lại là an toàn khu, nó mới đau đớn ấy. Vụ Trần Dụ Châu năm 60, năm 50, ai ngờ đâu đến lúc 74 tuổi rồi, chuẩn bị viết di chúc để lại cho đời rồi, bác lại xảy ra một đêm trắng nữa, lại thức trắng đêm. Bởi vì lần này tử hình một ông thứ trưởng. Thứ trưởng là cán bộ cao cấp. Ông là Trương Việt Hùng, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Ông mắc tội giết người. Không tham nhũng như Trần Dụ Châu nhưng giết người. Mà giết ai? Lại giết chính vợ mình. Đầu độc vợ bằng một chén thuốc độc vì ông là con tình nhân. Chuyện nó vỡ lở ra ngay mà. Và tuyên án tử hình. Bác không cho tha thứ. Bác bây giờ y án. Bác khóc. Bác nói là phải giết đi một vài con sâu để cứu cả cánh rừng trong sạch là việc phải làm. Đau đớn mấy phải làm. Nhắc lại sự kiện này để chúng ta liên tưởng đến những điều mà đảng ta đang phải làm hiện nay. Cũng chỉ vì thế thôi. Để giữ cho được dân, lòng tin của dân là quan trọng nhất. Tài sản vô giá cơ mà, không được để mất.